Hello, 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 hello everybody. Welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game phải nói là sao ta? Khá là hay ha. Ok. Một thời đình đám luôn. Ok, đó là con thần khúc ha. Đấy, thần này là vô một khúc luôn. Ok, đặt tên chỉ có 6 ký tự thôi hả? Ok, ok, Z. Ok, ok, vô game. Game này việt quá. Hình như là full hết ta? Hay là 99% ta? Hình như là 99%. Ok, vậy đã là ngon rồi, còn đổi gì nữa nhiều âm đó. Trời ơi, full 100% về bản chính luôn anh em. Ổ lắm. Đó, hôm nay chúng ta chơi nhân vật pháp sư ha. Đó. Ok, ok, tới luôn anh em ơi. Đâu rồi, đó giờ đánh với boss nè. Anh em chạy cái nhiệm vụ này nè, nhiệm vụ đầu game ấy thì chúng ta sẽ mở được cái thú cưỡi nó sớm hơn. Đó, không thì chúng ta bỏ thì chúng ta lên level, chưa tới level thì hình như là mấy đợt trước là theo chơi nhiều server là bỏ qua cái phần này, là vô là phải chạy nhiệm vụ tí nữa mới mở được cái thú cưỡi, nhớ là vậy. Rồi bắt đầu vô mạch truyện chính nè ha. Đó. Trời trời, má chả gì kìa. Chụp ba tin à. Ok, ok. Rồi bây giờ chúng ta đến với thông tin server đi ha, để cho nó tự dạy nhiệm vụ tí đi. Đây, thông tin server khai mở máy chủ mới S2 Phong Vân ha. Code là có Tân Hữu nè. Vào phúc lợi phần feed code nhập, chúng ta có 3 code ha. Một code Tân Hữu, một code Tân Hữu với một code Like Share. Rồi ở đây là chính thức khai mở server Phong Vân. Đăng nhập nhận ngay nhiều ưu đãi. Thời gian là 11 giờ ngày 20 tháng 10 nha anh em, là 20 tháng 3 2021 nha anh em. Đăng nhập 7 ngày nhận quà và nè, và quà đăng nhập hàng ngày nữa hả? Các gói nạp móc thay đổi liên tục mỗi ngày à. Quà siêu hời. À, thay đổi liên tục không trùng lập. Các sự kiện nhận code giá trị liên tục. Ok, sự kiện like share nè ha. Nhận code nè, code này code VIP nè. Ok, ok, để like share thôi mà nhắn tin add xin cái code. Mà trước tiên thì chúng ta sẽ nhập 3 cái code này vào ha. À, trước tiên thì phải xem cái túi. Túi chả có gì chưa. Ok, rồi bây giờ đi nhập code cái. Nghe admin nói là có nhiều code nha. Nhưng mà nếu mà có nhiều code vậy là anh em sẽ có rất là nhiều kim cương ha, kim nguyên bảo này nọ. Ok, nhập được 2 code rồi. Đây, đô. Wow. Wow, wow, wow. Cái code đầu là méo cái gì ngon này ha. Đây, trời trời trời. Thời trang, thời trang. Oh. Hôm hôm hôm, mặc thời trang vô. Trời ơi, thời trang gì vậy? Giáng sinh hả? Trời ơi, dễ hưởng kìa. Ở đây nó méo có. À, nhìn nó đẹp chưa kìa. Trời ơi, ok, ok. Còn một cái nữa, like share ha. Đó. Ok, ok, điểm danh.
Wow, fit code lại xe. Đó, ok, nhập code thành công. Đây là xếp đá 29 vạn. À, ok. Rồi, dùng ha. Chúng ta được 30 vạn kim nguyên bảo ha. À, ok, ok. Rồi, còn like xe nữa ha. Like xe để nhận cái code, code VIP nè. Ok, ok, để đi heo đi lấy cái code VIP. Rồi, đâu rồi. Để cho nó chạy nhiệm vụ tí ha. À, code nè, admin nói là không có show được nên heo sẽ ẩn nó đi. Ok, vô hư ha. Đây, đô 2, 4. Ủa, gần 1 triệu đúng không? 99 ngàn. À, 99 ngàn là 100. Quên, 100 ngàn kim nguyên bảo không khóa. Đồ, mà kim nguyên bảo tươi luôn hả? Thơm vậy? Đúng rồi, đâu rồi. Đúng rồi, kim nguyên bảo tươi. Ok, ok, có ngoại trang. Rồi, rồi, có ngoại trang. Có kim nguyên bảo các kiểu con đà điểu. Dùng, dùng, ok. Rồi, để nâng cấp khu cửi cái. Đó, anh em tiêu kim nguyên bảo không khóa là sẽ lên được VIP ha. Vì tính ra game này nó có free cho chúng ta là VIP luôn đấy. Em thấy giờ một số game trên thị trường bây giờ nó không có cho VIP. À, anh em phải tự nạp mới có được kim nguyên bảo không khóa. Game này đầu vô cho luôn rồi nha. Ok, không biết là cho nhiều hay ít nhưng mà nói chung thì có cho đã là vui rồi ha. Đó, nhiều game bây giờ nó không cho là làm gì được nó. Ok, 27 30 vạn kim nguyên bảo là tầm 300 ngàn. 300 ngàn thì chắc cũng nâng được một số con thú. Ok. Rồi, 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 rồi. Ok, để cho nó lên ha. Hôm nay chắc nâng lên cho tới con giả tượng luôn cho nó đẹp chứ. Có con giả tượng. Ở trong này có con giả tượng mà. Ê, con tê giác cũng đẹp nè. Ok, ok, con tê giác nhìn đẹp. Đó, đó. Game ngon nha, heo chưa tiêu kim nguyên bảo anh ơi, em ơi. Kim nguyên bảo không khóa chưa có tiêu ha. Chù, chà, giờ lên trên này, giờ nâng cấp một lần thì chỉ được có một sao auto à. Chứ nó không có auto một lần 10 sao với mấy con kia nữa anh em. Khá là buồn nhỉ. Sao, tới luôn đi bồ ơi. Ok, lên được bậc 6. Để bậc 6 xài đi. Rồi, ở đây chúng ta đi mua VIP đi. Mua đây, mua cái gói VIP. Đặc quyền VIP nè ha. Mua 26, 28 ngàn lên được VIP 3 nè. Đó. Đó, anh em tiêu kim nguyên bảo là sẽ lên được VIP nha anh em. Đó, VIP thì quà VIP chúng ta sẽ được miễn phí luôn. Đấy, đấy, ok, nghe nên nó là còn free rất là nhiều món khác ha. Nên là cứ chơi đi, admin for nói là sẽ làm chứ đúng không? Rồi, cái bộ này xấu nha, cái bộ hồi nãy đẹp hơn. Bộ này chỉ là đi biển thôi. Á, bộ này mà đem quýnh nhau thì trời ơi. Quần áo nó trầy hết thì còn gì nữa đâu. Ôi chết rồi hả? Bố chết lẹ vậy. Trời ơi, con này nó bự hơn cái con hồi nãy ha. Con hồi nãy nhỏ xíu à. Đó, con này nhìn nhỏ này lên, ngồi lên là không thấy nó luôn. Ok, bưởi. Ok, ok, tới luôn, à tăng gì đây? Tăng bậc, à tăng bậc của quần áo đó mà. Nè, đó, thôi ơi, đẹp ghê. Ô mà đồ tắm dây nè anh em, trời ơi. Má không nội nào mà thiết kế ra cái bộ này cũng công phu vải lình ra đấy chứ. Thiệt.
nào mà thiết kế ra cái này là cũng công phu dữ lắm á, coi nè. Đó, dây nhợ đồ kiểu cọ ghê không? Cắt qua rồi cắt lại, bà mẹ mày tao đang coi mà sao mày nhảy qua chỗ này nhảy qua chỗ kia hoài ta. Ok, tiến quá, tăng bậc cái thời trang nó nằm đâu ta? Trong túi có không trời? Rồi đăng nhập treo máy trò chơi. À, mở thêm nhiều cái chức năng của game mà kìa anh em. Nào là có phó bản rồi VIP thủ lĩnh. Ồ, ra đồ ngon nè. Đánh được không? Có kìa, có xác sức ra cánh nữa nè anh em. Đó, xác sức ra hồi trạng cánh luôn. Cái đồ. Tính ra hôm đi chứ. Đánh boss 55 cho nó ngon chứ đánh boss 50 chị. 55 nó sẽ có cơ hội ra nhiều đồ ngon hơn. Có đồ trang bị 3 sao, 4 sao, đồ tài le hết. Đánh còn rớt được rương kim nguyên bảo khóa nữa kìa. Đó, rất là nhiều luôn. Gì đây? À, làm nhiệm vụ chuyển sinh, mới vô mà chuyển sinh gì? Đây có quà online nữa nè ha. Rồi ok, vậy em nhắc lại thông tin cho anh em nào có chơi thì vào chơi ha. Game free kim nguyên bảo, free VIP, kim nguyên bảo khóa, không khóa, free thời trang luôn nha anh em. Này, nó thời trang nè. Ok ok, còn nãy bộ thời trang kia chưa có xem nữa, mẹ nó. Đó, thu thập trang bị. Rồi, nhắc lại thông tin server ha. Khai mở S2 Phong Vân ha. Đó, tổng cộng chúng ta có 3 code tân hữu chung, còn 1 code là riêng ha. Và chính thức khai mở server S2 là thời gian 11 giờ ngày 20 tháng 3 nha anh em. Ok ok. Đó, đăng nhập và nhận quà hàng ngày. Đó, móc nạp thay đổi liên tục. Đó. Quà like share code nè ha, nhận tẹt ga mỗi ngày. Đó. Ok ok. Rồi thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye 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 bye. À, tự nhiên bữa nay hôm gài nói nhiều quá cái nó bị khan tiếng. Nè, quà 7 ngày nè. Đó, nửa tiếng nữa heo sẽ được nhận. Ok. Thời trang nè ha. Đó. Trời, có kim nguyên bảo mà mấy gói này tao mua được. Ok ok.